cái bàn tay của mẹ. Mẹ ơi. Em à, mẹ có sao không? Đừng phải nói nữa. Ông tên tức tức. Ông đã lừa dối tôi. Ông đã dám bật cái tình yêu trong trong với đời tôi. Em nói gì lạ vậy? Ông đừng có đánh đập nữa. Đây, ông hãy giữ chiếc nhẫn màu son là một đi đó. Rồi, đây là quà của em mà. Thầy go.
anh sức quỳ cho em I'm not afraid.